Nhân đây thì mình sẽ mở thêm một cái gói mà được rất là nhiều bạn yêu thích luôn. Hai gói này là cũng là gọi là yêu thích ngang ngửa luôn á. Không ngờ hôm nay là ngày cuối của hai cái gói này luôn á. Hai nói chung cũng hơi là buồn đó. À không, phải là rất buồn đấy chứ. À ha, chào tất cả mọi người. Sun đây. Chào em nha. Thì các bạn đọc tiêu đề cũng biết là đây sẽ là video cuối về Kubono Mono mình sẽ quay. Tại vì sau ngày 25 tháng 7 năm 2024 thì Kubono sẽ chính thức biến mất nha các bạn. Về lý do cụ thể thì mình cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ là Play đã chính thức hợp tác với Bonobono rồi. Vậy nên là khu này sẽ chính thức bị biến mất nha các bạn. Hay nói chung cũng hơi là buồn đó. À không, phải là rất buồn đấy chứ. Vậy nên là mình đã tranh thủ trước khi còn khoảng mấy chục giờ nữa Kubono này biến mất thì mình đã vào game để mình quay lại cái khoảnh khắc này các bạn ạ. Tại vì mình biết rằng là rất nhiều bạn yêu thích cái khu này luôn. Tại vì nó rất là đẹp các bạn ơi. Và có vẻ là cái khu này cũng gắn bó nhiệm vụ với các bạn rất là nhiều luôn. Vậy nên là hôm nay mình sẽ quyết định là sẽ đi làm nhiệm vụ ngày cuối cùng và mở cả những chiếc vé mà hiện tại mình chưa có mở nữa. Bên trong ở phần cửa hàng thì mình sẽ có một số cái gói chuẩn bị cũng sắp hết rồi nè. Đây chính là những vật phẩm liên quan đến Bonobono nha các bạn. Chỉ còn vài chục giờ nữa thôi. Mong là mình sẽ lên video kịp cho các bạn mua nhá. À tuy nhiên có một cái đặc biệt là cái phần vé bốc thăm Bonobono này thì sẽ còn duy trì tới 28 ngày nữa nha các bạn. Tức là ngày 22 tháng 8 năm 2024 thì nó mới chính thức biến mất nha. Vậy nên là bạn nào mà đã còn su Bonobono thì có thể có một khoảng thời gian cũng khá là dài để các bạn có thể chế và làm nốt những cái vé để mở nhá. Nếu như bạn nào muốn ngắm cái khu Bonobono lần cuối cùng thì hãy nhớ xem đến cuối video nha. Mình sẽ quay một đoạn với những hình ảnh rõ nét nhất có thể để cho các bạn có thể xem nốt cái khu Bonobono này nhá. Và trước khi vào video này thì các bạn hãy nhớ cho mình một nút like, một nút subscribe nè. Cả bây giờ thì cùng mình đi làm nhiệm vụ ngày cuối thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm chỗ Araguma nha các bạn. Thì đây, đó, bắt Shimarisu ở khu cắm trại này. Theo kinh nghiệm của mình đi bắt thì thường Shimarisu sẽ xuất hiện ở mấy cái khu bên dưới này nè. Hoặc là bên khu trên thác nước nha các bạn. Rồi, để xem là có trên thác nước không ta. Hôm nay ngày cuối cùng rồi, đằng nào cũng bị bắt thôi. Ôi, hôm nay không xuất hiện ở đây luôn hả? Không thấy luôn. Shimarisu ơi, à đây, rồi, mình thấy rồi nè. À, đây, đang chạy các bạn. Đó, chạy khá là nhanh luôn. Chỗ cụ tay chưa? Ê, đứng lại coi. Bắt nè. Rồi, nhiệm vụ này thì mình sẽ nhận được 60 xu. Thú cưng Shimarisu thì đang được giảm giá 60% luôn. Và giá có 49.000 thôi. Bạn nào muốn sở hữu thì có thể mua nhá. Rồi, quay trở lại là nhiệm vụ tiếp theo thôi. Bây giờ mình sẽ làm ở chỗ Shimarisu nha các bạn. Chính là bạn sóc ở trên cây nè. Bình thường thì mình sẽ nhận được một cái nhiệm vụ là đi kiếm quả ốc chó các bạn ạ. Ồ, vậy là lần này mình sẽ đi nhặt là quả này ở khu cắm trại nha các bạn. Thì bình thường nếu như không có ở khu cắm trại thì mình sẽ đi nhặt ở trên cái cây này nè. Và từ khi có lồng thì mình toàn bay rồng lên thôi. Đây sẽ nằm ở bên trên này nè. Nhưng mà lần này thì lại nằm ở khu cắm trại mục tiêu rồi. Ok, mình vừa sang luôn nè. Bên này thì cũng nhặt rất là dễ thôi các bạn ơi. Tại vì nó rất là lấp lánh và nó nhìn cũng rất là xa luôn. Đó, ngay chỗ này mình thấy được hai cái này nè. Quả thứ hai, quả thứ ba. Ui, quả thứ tư ở dưới chân dốc nè. Quả thứ năm, chân cầu có quả thứ sáu nha. Rồi đi xuống nào. Ôi, quả thứ bảy nè các bạn ơi. Rồi, mình sẽ nhìn rau rác xung quanh. Ui, chỗ này có hai quả luôn nè. Bơi qua cái coi. Quả thứ tám nè. Rồi quả thứ 9. Đấy, bây giờ mình sẽ tìm quả cuối cùng nha. Ui, đây có luôn một quả rồi. Thế đen, quả thứ 10 đây. Đấy, nhận thêm 60 xu nhé. Và tiếp theo, chỗ quan trọng nhất thì mình sẽ nhận ở chỗ Bonobono nha các bạn. Chỗ này thì mình có tận 3 nhiệm vụ liền. Trời ơi, chưa. Làm bánh macaron Araguma tại cà phê Bonobono. Cái bánh thì hình như nằm ở bếp bên trái nha. À đúng rồi, đây nè. Ok, mình sẽ làm luôn nha. Mỗi lần thì nhiệm vụ nó sẽ giao cho là đồ uống hoặc bánh khác nhau nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ nằm ngay cạnh luôn, các bạn có thể làm liền rất là lẹ luôn. À sau đó thì mình sẽ trả nhiệm vụ. Đấy, và sẽ nhận nè. Ok, cái nhiệm vụ cuối cùng thì sẽ là câu một con sò các bạn ơi. Nhưng mà tầm này mình lười quá nên chắc mình thôi. Ok, như thế là mình hết mục tiêu nhiệm vụ rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi chế vé cuối cùng nha. Tại vì là mình đang còn lại 285 xu nè. Vẫn đủ một vé cuối cùng đấy nha. Đây, chính là nó nha các bạn. Đấy, các bạn hãy ghi nhớ cái hình của cái vé bốc thăm này nha. Rồi, mình sẽ hoàn thành luôn. Rồi, nhận luôn nha. Và hiện tại bây giờ là mình đã có 10 cái vé Bonobono nè. Mười đấy. Và nếu như đã chọn mở vé Bonobono thì mình sẽ quyết định mở luôn ở đây nhá. Và địa điểm sẽ là chỗ này nè. Đây, mình đã leo thật lên trên nóc nhà nha các bạn. Đấy, ngay cái khu quán cà phê Bonobono này. Đó, chỗ này mở cho vía nó cao các bạn ơi. Ok, để xem là ngày cuối thì mình mở có hên không nha. À, đầu tiên thì mình sẽ mở thử mấy cái gói này trước đi để xem nó ok không nhá các bạn. Lần trước thì mình đã mở ra cái lồng rồi nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở trước đi, xíu cho các bạn xem cái lồng sau. Rồi, mở cái nè. Hộp đầu tiên.
Ui. Ú. Gì vậy? What? Gì tím vậy? Ồ, cái rừng bướm hả? Trời ơi, tưởng cái gì ngon rồi chưa có các bạn ạ. Nhưng mà cái này mình mở ra mất tiêu rồi. Trong này thì mình còn thiếu cái cánh thôi hay sao á. Rồi, để xem là lần này có thêm không nha. Ấy. Ôi, đầu chơi. Cái cuối cùng. Uầy, một cái khung tranh. Wow, vậy là không có ra các bạn ạ. Đây, đây chính là cái lồng tiên Nga nha các bạn. À, nói chung là cũng khá là xinh luôn. Mình bỏ miễn phí mà ra được các bạn ơi. Cái lần mình mà bỏ vé, bỏ bao nhiêu vé ra mình mở thì không có ra. Mà cái mình mở miễn phí lần này thì ra cũng không hiểu lắm. Ảo thật đấy. Ok, thôi nói chung là mình sẽ lấy vía nha. Mong là cái lồng thì mình sẽ được với vía một xíu để làm mình mở cái gói Bono Bono lần cuối nhá. Đấy, bấm vào trong cửa hàng nè. Đấy, lướt xuống cuối, Bono Bono nè. À, lướt thêm cái nữa. Đây, bốc thăm Bono Bono. Trong này mình còn thiếu một bộ đồ nhưng mà mình không nhớ là trang phục của Aragama hay là của Bono Bono nữa. Với thêm cả một cái cần câu nha các bạn. À, quên còn cả cái xe nữa chứ. Mở vé đầu tiên. Lần này mình sẽ mở lẻ cho nó hồi hộp nha các bạn. Vô nè. Ai ba nào, vé đầu tiên của tôi. Ôi ôi, một cái sofa. Thằng nào, xe nháp xe nháp. Tiếp nè, vé thứ hai của tôi. Ui, đồ VIP đi. Ôi ôi, một cái bàn. Trời ơi, cái mặt của Bono Bono kìa. Hay là mơn ra cái cần đi mà. Ai là mình nhấp 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 nha, mình nhấp 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 liên tục luôn. Hay. Hay. Ôi. Ôi ôi, đèn đứng cao. Trời ơi, nhìn cái mông của Bono kìa. Bạn nó hỉ mông vào mặt tôi đó. Trời ơi, vé thứ tư luôn. Hay. Ôi ôi, một cái ghế đậu luôn. Thì có bàn, có ghế rồi, có đèn rồi trời. Mà có giường không ta? Ồ, có cái giường ấy gì này. À, cái thảm cỏ. À, cái giường cái này các bạn ơi. À, đừng có nói ra giường nha. Hay. Ủa là gì bùa, ủa là gì bùa. Chị ơi. Không lại bạn nào mà chưa bấm đăng ký thì nhớ bấm đăng ký cho mình xin vía cái cần nha. Nào, 1, 2, 3. Ây à, vé thứ 6 của tôi. Ra đi mà. Trời ơi, cái tủ có thể đựng được rất nhiều sách. Làm ơn, ra đi, cần ơi. Chị VIP vậy? Như ba lô. Ba lô bông Shimarisu. Cái này mình chưa có hả? Ai mà biết được. Đây là hai bộ đồ này mình chưa có các bạn ơi. Mình mới mở ra cái ba lô à. Trời ơi, sao mình thiếu nhiều thứ dữ ta. Hãy cho tôi ra đi mà. Ây. À bê 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 bê. Ôm bà. Trời ơi, sofa nữa. Tiếp nè. Ây. À bê 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 bê. Nằm trên nước các bạn ạ. Mà vẫn di chuyển được nha. Nhìn nè. À. Đó đó đó, quay đằng này cho các bạn sẽ xem này. Đó. Trời ơi, mặc dù là khá là chậm luôn nhưng mà nhìn khá là hài nha. Rồi em mang Bono Bono phù hộ. Ra đi mà. Ây da, vé cuối cùng của tôi. Làm ơn. Ây. Ra đi. Trời ơi. Xong rồi, hết rồi. Cái đầu là cái cuối cùng các bạn ạ. Nay bị 4x2 luôn, nó mở không ra. Nhân đây thì mình sẽ mở thêm một cái gói mà được rất là nhiều bạn yêu thích luôn. Hai gói này là cũng là gọi là yêu thích ngang ngửa luôn á. Và gói này có tên là Bốc thăm My Melody and Kurumi. Hôm nay ngày cuối rồi đó các bạn ơi. Đã chuẩn bị hết nó tiêu rồi đó. Hiện tại thì mình đang có 10 vé nha. Nhưng mà đợi xíu, mình sẽ đi hô biến cho các bạn coi nè. 1, 2, 3. Thế ảo thuật ghê không? 10 vé một cái mà lên 20 phút vé các bạn ạ. Thật ra là mình vừa mới đi chế chỗ này nè. Tại vì bữa giờ thì mình cũng tích được khá nhiều xu luôn. Và để hợp phong thủy thì mình cũng sẽ sang khu khách sạn để mở nhá. Ok, vậy là mình đã sang rồi các bạn ơi. Không ngờ hôm nay là ngày cuối của hai cái gói này luôn á. Không biết là các bạn có mở kịp không đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở nha. Mong là hên hên nhá, không có xui như cái vé hồi nãy. Trong này món VIP nhất chính là cái xe nha các bạn. Hiện tại thì mình cũng chưa có đồ, chưa có gì luôn. Mới có mấy món nội thất cùi cùi thôi à. Ok, mình sẽ mở lẻ một cái vé nha các bạn. Rồi, để xem là may mắn nó có đến không. Mở nè. Ui, trời ơi. Khởi đầu. Ui ơi, ghế My Melody. Tôi hết cứu rồi các bạn ạ. 20 vé nữa cơ mà. Ok, bây giờ mình sẽ mở 10 vé luôn nè. Nào. Ra đi. Ông bà la. Ây da. Cái bàn hả? Trời ơi, chịu rồi. Vậy mà new nữa hả ta? Ủa, lần trước mình cũng mở rồi mà sao cái bàn vẫn new hả? Cùi mà vẫn new. Được rồi, mở tiếp nha. Trời ơi, hai cái luôn. Rồi. Cái gì mà đủ bộ vậy trời? Hộp thứ tư. Ây da. Hai bàn hay ghế. Ủa, tính cho mở tiệc hay gì trời? Rồi luôn. Ừ, cái tủ lạnh.
Tưởng đồ VIP thì ngon cơ. Ra cái xe. Ây da, bộ đồ. Bộ đồ nè. Ôi trời ơi, đâm mai mới lúc đi, hồng lè luôn. Ôi xong chuẩn bị sự kiện giả gái tiếp là tôi chùm nữa các bạn ạ. Tiếp nè. Ây da, một cái khung tranh. Ui, mũ bảo hiểm. Ồ, cái mũ này khá là xinh nha. Trời, mũ này mình rất là thích luôn. Được, 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 cái mũ này ok nha, mũ này ok nha, chốt nha. Rồi, rồi, tiếp nào. Ây da, vừa nói cái mũ chốt xong rồi các bạn. À, nhầm cái bồn rửa. Ồ, nấu ăn và rửa chén đều vui à, không vui xíu nào nha. Nè, mở tất cả nè. Hay. Ây da, không được rồi, để đậu trong thủy xíu coi. Bây giờ mình đứng chỗ nào mà có nhiều nhân vật ta? Ủa, tính nhà chỗ mình vừa đứng là cũng nhiều nhân vật rồi á. Hay bây giờ mình sẽ đổi ra cung này đi. À, mình sẽ đứng chỗ này nè. À, chỗ này có cái cỏ bốn lá may mắn nè. À, giờ mình sẽ sao sao ta? Đây mình sẽ nhảy nhảy mình xoa xoa này đó. Nè, 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 đó. Như vậy là may mắn rồi đó. Lươn lẹo. Rồi mở tiếp nhá. 10 vé cuối cùng. Ui, Umbrella Sibua, Umbrella Amala Chak. Ra liệt cái xe cho tôi đi. Hay. Đây đây. Ui, cái gì VIP vậy? Giày hả? Ui, giày Kurumi. Thôi cũng được đi, cũng tạm được đi, đồ này cũng ứng dụng được đi, ok đó. Đó rồi. Cái thứ hai. Trời ơi. Thôi đi xấu đi trời. Không được đi nào đi. Vừa khen cái ra hai cái à. Ơ nhưng mà tính ra hồi nãy mình ra cái đầm của Melody mà. Tự nhiên cho cái giày Kurumi sao đi ta. Không được, được rồi. Tiếp nè. Trời ơi. Ba cái luôn. Tôi muốn khóc quá trời. Đừng mà. Nay ngày cuối đó đừng có để hai cái hộp yêu thích của tôi là xui cả nghe. Hay. Ôi, tôi biết cái gì rồi. Trời ơi. Cái thường các bạn ơi. Ảo thật đấy. Ơn cứu rồi, ai cứu tôi. Còn cái 6 hộp à. Ra xe đi. Trời ơi, các bạn nữa. Ra xe. Ây da. Cái gì cho ra cái này hoài ấy. Thôi mà. Ra xe đi. Là sao vậy mọi người? Ra xe. Trời ơi, nó cái tủ nữa. Tưởng cái tủ lạnh nữa đó. Trời, còn có hai cái à. Không lẽ mình xui đến như vậy sao? Ra xe đi. Ồ, đi VIP nè. Ủa, khoan khoan. Trời ơi, cái nô các bạn ơi. Băng nô cụp tai trông thật đáng yêu. Ờ, vậy là đủ bộ cho cái đầm mình á. Mình thiếu cái giày thôi à. Đừng có nói cái cuối cùng ra giày nha. Trời ơi, biết không phải giày rồi đó. Biết cái gì rồi đó. À, hết cứu rồi. 0/1 luôn. Không ra xe luôn. Không ra cả cần luôn. Tôi nghỉ chơi luôn. Không chơi nữa đâu. Lươn lẹo. Nói vậy thôi chứ vẫn chơi nha các bạn. Tuy là mở hơi xui một xíu nhưng mà để xem lần sau game có ra thêm cái gói gì xịn không. Nếu các bạn xem đến đây rồi thì hãy nhớ like, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video nhá. Bye bye bye. Còn bây giờ sẽ là tiết mục trình chiếu những hình ảnh cuối cùng của Bodo Bono mà mình đã quay lại được nha các bạn.